Nhảy. Đấy, 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 nhảy, nhảy. Nhảy lên bờ. À, trời ơi. Trời ơi, chạy lên ghê. Không phải đánh vào tay, chỉ mẫu tay này. Hi, yo, what's up anh em, chào mừng anh em đến với Lạ Vlog. Đấy, thì là khi nãy mình với cả bà Còi có đi ở công việc ở trên kiệu. Ui, một đàn luôn. Nhiều thế, em đừng đánh động nữa, đừng đánh động nữa, về đây. Anh em ơi, khi nãy mình với cả bà Còi đi công việc bên kia, đi về thì thấy cái máng này rất là nhiều cá luôn, mà kiểu dạng nước nó rất là nông luôn. Thế là bây giờ mình với cả bà Còi đã trở về nhà và lấy cái đồ như này. Đây, em hãy đưa rồi. Đây, anh em ơi, một cái thùng rác, cái này là để bắt cá và cũng như là một cái lưới. Em ơi, ra đây. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nghĩ cách làm sao để có thể bẫy được cái đám cá đây nhá. Bây giờ công việc của mình sẽ là lùa hết những cái con cá ở trong cái khu rộng rộng này. Đây, ấy lùa lên trên kia. Sau đó là bây giờ bọn mình sẽ giải lưới, giải cái này. Sau đó là tí nữa đi hết từ trên kia lùa về. Dọc cái đoạn máng này rất là nhiều cá luôn anh em ạ. Đấy, thế nên là hôm nay mình sẽ làm một video gọi là bắt cá ngẫu nhiên nhá. Nói chung là video này không biết là bắt cá kiểu gì, tại vì hôm nay là kiểu dạng như là bột phát thôi anh em ạ. Nếu mà anh em thấy ui mấy kia mấy con to, xong nó người nó đỏ au luôn kìa. Ui, Rô phi nhưng mà to lắm anh em ạ. Đừng đánh động nhá. Ok anh em ơi, thì bây giờ là mình không liên thuyên nữa, mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhá. Ui, trên kia cả một đàn, trời ơi. Có lẽ bây giờ là đúng ra là phải có hai người với cả một người quay cơ. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ nghĩ cách. Đúng, ok anh em, nếu mà em thích mình làm cái chủ đề bắt cá cũng như là đi săn bắt cá kiểu này thì anh em hãy like video như comment phía dưới nhá. Thôi bây giờ không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Ok anh em ơi, thì mình với cả bà Còi đã làm xong cái chỗ này nhá. Để bà Còi quay cho các bạn xem này. Đấy, thì bây giờ là bọn mình sẽ lên trên kia dồn hết về đây để cho nó nhúc nhúc vào đây. Chúng nó dồn hết vào đây rồi, sau đó bọn hai bọn mình sẽ cầm hai bên. Tí nữa mà cầm nhá, thì em nhớ cầm cái đầu kia và đầu này, hai bên nhấc lên phát. Hiểu không? Ok. Khi nãy mình có xuống mình nhặt được con cua này, ngon đấy. Anh em ơi, nếu mà đấy, tiếng cá kêu ấy. Ồ thế. Anh em ơi, nếu mà em thích ấy thì hôm nào mình sẽ làm một video đi soi cua đêm, nếu mà em thích nhá. Đấy, nhiều nhỉ. Bắt đầu. Một đàn rồi. Ôi, nó mới bơi về kia, em nhìn thấy luôn kìa. Anh ơi, đi thôi. Đây, đang cua đây. Ôi. Sao anh nghĩ thông minh thế nhỉ? Nghĩ là cái cách này cơ. Nhấc lên không được con nào. Không, em thấy nhiều lắm, động ở lưới kìa. Anh ơi, động lưới nhiều lắm. Đấy. Bắt đi. Mà được không? Chắc được à. Trượt à? Nó đang ở chân mình này. Ui, chỗ này còn nhiều con to lắm. Kìa, cua nó bò lên kìa. Thôi cua kệ nhá. Bắt đi. Cua để hôm nào mình sẽ làm một video đi soi cua. Bây giờ cái giỏ này mình cần phải sử dụng để bắt cá đã. Sao anh ấy lưới không ấy, sao anh cá nó. Ui, cá nó bơi ngược lại nhiều thế. Đây là chỗ này này. Được không? À, trên này có người đắp bờ rồi này anh này. Trên đây có người đắp bờ rồi này. Ừ. Ôi trời ơi mọi người ơi, nhiều quá, nó bơi ngược lại anh ạ, nó bơi ngược, em lên là nó bơi ngược lại. Đừng ơi, đừng đánh động nhá. Ừ. Đấy, nó bơi ngược lại đấy. Bắt. Mỗi con nhỉ. Bắt ở đâu? Chạy ngược lại hết rồi. Bắt nhặt mấy con này xong nào. Lại giải xuống tiếp nhanh. Anh em ơi, nhiều như thế mà nó chạy ra hết rồi anh em ạ. Thôi. Nhiều mà. Tranh thủ nhặt đi xem nào, tí nữa lại đặt tiếp.
hết rồi, giờ khó lắm này. Mấy này nó nhảy sang hết rồi. Vẫn ở đấy à? Mày chạy đâu thoát anh em ơi? Chạy đâu chứ thoát? Lại được à? Bây giờ đi vô. Đây này. Nhảy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy lên bờ. Trời ơi. Trời ơi, chạy lên ghê. Bạn đánh vào tay, chảy máu tay này. Bắt con cá không xong cơ. Đánh vào tay đâu quá. Đấy. Vẫn còn, đấy, đấy, nó lại nhảy quay lại sao. Mày chạy à con. Anh em ơi, có khi bây giờ vồ ở đây có khi nó hay nhỉ. Có một con ở ngoài lưới. Đây này. To cơ. Con to đấy đấy, anh nhìn thấy chưa? Anh thấy chưa? Đây rồi. Đấy, to à, không? Trong lưới. Trong lưới à? Ừ. Đây bên này. Anh ơi. Đấy. Trông anh như con ếch ấy. Đây, to lắm rồi, sống mất. Ui. Ui. Sao đây? Dẫm vào gì ấy? Dẫm vào cái gì nó cứ nhảy nhảy, mình tưởng là dẫm vào cái gì cơ. Dẫm cái gì đâu, nhảy nhảy, tưởng là cái dẫm cái gì. Nói chuyện nói chuyện dễ hiểu. Rồi đắp xong hết rồi mà bây giờ chúng nó phá luôn cả bầu của mình này. Lần sau mình sẽ làm video bắn cá nhá, mệt quá. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ cũ mình bắt nhá. Anh em ơi cũng nhiều phết này. Tính cả hai con cua khi nãy mình thả đi thì cũng... Nói chung là hôm nay được 4 con cua. Dừng xuống. Đấy. Được 4 con cua. Cũng thành quả phết đấy. Ừ, nhưng mà anh lại thả hai con cua to đi rồi. Thôi, để hôm nào mình sẽ làm một video đi soi cua đêm. Anh em đợt chờ nhá. Con cá bé bé ăn cũng được mà, anh nhặt ra luôn đi. Đấy. Ui, nhảy ra rồi, tiếc thế. Đấy. Ui. Nhảy ra rồi. Thế mà nhảy qua ra được á? Nó khỏe lắm. Thế rồi. Mỗi con. Thế mà nhảy ra được, phi ra được, sợ thật. Nhiều thế, mọi người ơi nhìn xem. Đây là thành quả của bọn mình hôm nay. Phi không nhiều. Ôi, thế này là nhiều rồi. Anh nhặt đi, anh nhặt cả cá lẹp đi. Anh nuôi cá lên luôn. Ừ, nhặt cả cá lẹp cho cuốn. Ôi, vẫn còn. Trong vẫn còn đấy em ạ. Vẫn còn. Lên. Lên đây, em kéo đi. Ôi, rồi. Nào, mình để đây mình ra gỡ lưới. Đấy, đúng đậm chất đi kiểu đánh lưới ấy. Đấy, đây này. Đấy, nhạt giờ nhạt này, thế này mới đúng này. Đây, bây giờ mới đúng này. Thế này mới đúng này, đúng chuẩn này. Cua. Đâu? Đấy. Cua mắc vào đây luôn à? Anh em thấy được không? Cá lẹp này cũng ngon mà, cá lẹp này nấu riêu ngon tuyệt vời luôn. Hay tối nay em làm món riêu cho anh đi. Từng đây con là đủ đấy. Anh đi lên bắt thêm tí nữa. Ok. Từng đây là con cá lẹp với cả một ít cá rô, con này là đủ nấu riêu rồi đấy. Nấu riêu thì cá nhỏ này nấu riêu nó ngọt này. Ừ, cá nhỏ nấu riêu ngon. Đấy. Rồi, nói chung là thế nhá. Tạm thời là thế thôi. Nữa mà, vẫn con. Hết rồi. Hết rồi à? Ừ. Rồi. Vụng quá. Trời. Trong cái gầm này vừa có ai chui vào rồi anh em ạ. Nhìn này, vết chân còn rất là mới này. Chắc là họ chui vào trong cái cống kia để bắt cá đấy. Trong rất là nhiều cá rô luôn. Bên này vết chân vẫn mới này, mới tinh này. Chắc chỉ khoảng sáng nay là cùng. Ôi, đen thế nhỉ. À, Duy chuyển sang bên kia xem còn không. Bên này hơi sâu. Bên này sâu lắm. Này. Chỗ này lần trước mình làm video bắn cá đây này anh em ơi. Ok. Thôi có lẽ là video của mình xin phép kết thúc ở đây thôi anh em ơi. Hẹn em ngày. Còn kia nữa mà. Ừ, xả đi lốt đi. Anh em thấy cái hành trình của mình vất vả không? Mệt. Thấy mình rửa xong nhìn nó sáng sạch không? Nhỉ, ngon phết nhỉ. Mỗi hôm chắc là nhiều lắm mà xong lại không biết cái nào. Anh người ta bắt rồi. Một con nhỏ. Có nước không? Trong, nước trong nó không có. Ok anh em ơi, thôi có lẽ video của mình xin phép kết thúc ở đây nhé. Và hẹn em vào video lần sau mình sẽ lại làm những cái video đi bắt cá, bắt cua rồi là bắt ốc cho anh em xem. Ok,
đây một lần nữa cho anh em xem chút thành quả của nạn của mình. Đấy, mặc dù là hai con cua to mình thả đi mất rồi, không sao, hôm nào mình sẽ lại làm video bắt cua nhá. Hẹn em video ngày mai nhá.